Ok, mình lên tới gần gần đỉnh rồi. À, đi ngang qua chỗ này thấy đẹp và quay. Hai bên là hai cái quả núi lớn. Nó là quả núi tại vì nó lớn quá trời. Trái núi lớn, lớn nè. Đó. Thì giữa đây là cái đường đi lên. Đó. Mọi người thấy không? Đó, thì đi lên. Đẹp chưa? À. Đó, ở cái mấy cái chỗ này là cái chỗ này là thấy toàn là cái phát cái quả núi lớn này nó đứng nó chặn 20W nhìn thấy rất là đẹp. Theo ở chỗ này thì cái núi này nó nứt ra cái đường nứt này không biết là bao giờ nó đổ thì không biết, nhưng mà thấy nhìn cái kiểu này là đường nứt của cái núi tự nhiên nó nứt ra đó, đó nó nứt trái núi nó nứt ra đó, à, nứt ra này đó. Rồi nó mà đổ xuống là coi như là ngặn kẹt luôn cái đường này luôn, là coi như là khỏi đi luôn, tại vì cái núi lớn này mà nó đổ xuống là coi như cái đường đi lên này là coi như là khỏi lên luôn này, nó phải tìm đường khác lên. À, chỗ này đẹp chưa? À, mình lên cũng gần tới đỉnh rồi đó, thì khoảng cái chừng 1.5 mai rồi, chắc nghĩ vậy. Để tí nó coi từ dưới chân núi lên tới đây, mà đường núi rất là dốc, đi thì cũng thích tham thôi. Nhìn xuống dưới đẹp chưa? À, nhìn xuống dưới đường chạy dưới đó, mình đi tuốt từ cái đường dưới lên đó. Chắc cái này mấy người ở Việt Nam thì khỏe rồi, tại vì những người mà ở dưới mình anh em người ta đi bộ làm việc tay chân nhiều thì khỏe chứ. Ở bên Mỹ này một số người khỏe thôi chứ còn đại đa số người ta ít có hoạt động bên ngoài trời làm việc tay chân, cho nên cơ thể không thể nào mà khỏe như là Việt Nam được, sức dẻo dai không bằng. Nhìn xuống này, hai đứa này đã đứng lên nhìn xuống cái downtown, something down there that is so big, cái chỗ cỏ xanh 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 đây là cái góp gọi là cái sân đánh góp á, ở dưới này đây anh nhìn xa núi đồi đất quá trời đất đồi núi. Không, San Diego thực sự mà nói nó là San Diego nó là cái quận mà có nhiều đồi núi so với những cái quận khác, đồi núi không à. Đồi núi nhiều thì không có đất để mà nhà, không có nhiều đất để làm nhà. Nhưng nhà cửa ở San Diego này rất là mắc. Tại vì đất không còn đất thì sao mà xây nhà? Không còn đất xây nhà thì coi như là nhà nó lên thôi. Đó, nhìn dưới đẹp chưa? Rồi nha. Bye mọi người, gặp lại.